Lưu Đào ly hôn vì chồng đại gia ngoại tình, có con riêng khiến Cbiz chấn động. Trước thông tin một nữ diễn viên hạng A và chồng vừa ly hôn, cư dân mạng không ngừng réo tên Lưu Đào. Trưa ngày 13 tháng 3, làng giải trí xứ Trung đón nhận thông tin hot hành hot. Một tài khoản trên Weibo bất ngờ chia sẻ thông tin Cbiz vừa có thêm một cặp đôi nổi tiếng ly hôn. Điều đáng nói, các dữ kiện xung quanh vụ chia tay này khiến dân tình choáng nặng. Theo thông tin ít ỏi về scandal ly hôn này, chính nhà trai là người phản bội ngoại tình. Chuyện tình vụn trộm còn có chi tiết gay cấn hơn, đó chính là người chồng thậm chí còn đã có con riêng. Hiện giờ, CNET bàn tán rôm rã đặt dấu hỏi về việc ai là nhân vật chính trong drama ngoại tình căng đét này. Rất nhiều người bày tỏ sự hoang mang cực độ bởi thời gian gần đây, paparazzi thường xuyên bóc chuyện hẹn hò của các idol, diễn viên trẻ tuổi và chưa lập gia đình. Chưa có vụ ngoại tình nào mới được khui ra. Tuy nhiên, giữa không ít bình luận chia sẻ họ không thể đoán ra nhân vật chính là ai, thì một bài viết đồn đoán cặp đôi được nhắc đến là Lưu Đào và đại gia Bắc Kinh tên là Vương Kha. Năm 2010, trong làng giải trí rộ lên tin đồn cặp đôi ly hôn sau 13 năm chung sống vì Vương Kha ngoại tình, Lưu Đào bắt giang tại giường. Tuy nhiên sau đó cả hai vợ chồng đều lên tiếng phủ nhận thông tin sai sự thật, khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Không dừng lại ở đó, vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, paparazzi tung hình ảnh bắt gặp nữ diễn viên đi ăn uống cùng một vài người bạn. Lúc ra về, Lưu Đào bị bắt gặp khoảnh khắc khoác tay kề vai nói chuyện với MC đình đám Tào Khả Phàm. CNET đặt dấu hỏi về mối quan hệ của hai người, nhất là khi Tào Khả Phàm đã có vợ con. Hiện tại, Lưu Đào vẫn chưa lên tiếng về scandal căng đét này, dư luận vẫn đang chờ đợi xem nghệ sĩ nào sẽ đứng ra công bố tin ly hôn. Câu chuyện tình yêu của vợ chồng Lưu Đào từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi ông xã phá sản, chính mỹ nhân họ Lưu đã gồng gánh trả hết nợ cho chồng. Quyết cùng người đàn ông của cuộc đời mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Vương Kha và Lưu Đào tình cờ gặp gỡ nhau trong thang máy ở một khách sạn tại Bắc Kinh. Sau giây phút chạm mặt ngắn ngủi, cả hai trúng tiếng sét ái tình. Vương Kha là đại gia sở hữu khối gia sản 2,8 tỷ đô la Mỹ nhưng cũng là người nổi tiếng ăn chơi bậc nhất giới thượng lưu. Say tình Lưu Đào, anh lập tức hỏi khắp nơi tìm tung tích cô gái xinh đẹp trong thang máy. Một cuộc gọi làm quen và lời hẹn gặp mặt nhanh chóng được Vương Kha gửi đến nữ diễn viên. Một ngày sau khoảnh khắc gặp gỡ định mệnh, người đẹp Thiên Long Bát Bộ lao vào cuộc tình với chàng thiếu gia giàu có. Sau 20 ngày yêu, họ đăng ký kết hôn cùng nhau xây dựng gia đình. Chuyện tình chớp nhoáng và quyết định vội vã đặt hạnh phúc cả đời vào tay người đàn ông còn nhiều điều chưa hiểu rõ của Lưu Đào, từng là đề tài được dư luận bàn tán xôn xao. Công chúng khi đó tặc lưỡi chắc mẩm mối tình của Lưu Đào Vương Kha là cuộc hôn nhân thấm đẫm mùi kim tiền, sớm cũng đổ vỡ như bao kiều nữ showbiz và đại gia khác. Họ đồng thời cũng chỉ trích nữ diễn viên sinh năm 1978 là người đẹp mê tiền, bất chấp thể diện, phụ bạc hôn phu chỉ để đạt mục đích bước chân vào cánh cổng hào môn. Tháng 1 năm 2008, đám cưới hoành tráng trong sự hoài nghi và lời đàm tiếu của cặp đôi diễn ra trong suốt 4 ngày tại khách sạn. Lần đầu họ gặp mặt, tiêu tốn hơn 600.000 đô la Mỹ. Sau ngày cưới, Lưu Đào danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của gia tộc giàu có bậc nhất Trung Quốc, chính thức bước cả hai chân vào giới thượng lưu. Cô sinh được hai con, một trai một gái và được ông xã yêu chiều hết mực. Thế nhưng tận hưởng cuộc sống xa hoa chưa được bao lâu, sóng gió bất ngờ ập đến gia đình Lưu Đào. Năm 2009, dưới tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công việc kinh doanh của Vương Kha chịu tổn thất nặng nề. Một năm sau, thiếu gia Bắc Kinh đệ đơn phá sản, bị tòa triệu tập vì khoản nợ khổng lồ lên đến 57 triệu đô la Mỹ. Năm 2011, Vương Kha cũng phải ra tòa vì rắc rối liên quan đến thẻ tín dụng. Biến cố bất ngờ khiến Vương Kha trầm cảm nặng đến mức phải dùng thuốc an thần. Anh cũng nhiều lần tìm đến cái chết vì không chịu nổi ánh nhìn khinh miệt, lời gia biểu khó nghe từ người đời, nhưng được can ngăn kịp thời. Giữa lúc khó khăn ấy, Lưu Đào không tìm cách trốn chạy bỏ rơi chồng. Vốn là người phụ nữ một tay chăm hai con nhỏ, hưởng lạc cuộc sống xa hoa, Lưu Đào quyết định trở thành trụ cột, một mình vực dậy cả gia đình nhỏ. Để có tiền trang trải cuộc sống và trả nợ cho chồng, Lưu Đào trở lại giới giải trí dù gặp trăm bề áp lực, cùng vướng bận chồng bệnh tật và con nhỏ. 5 năm làm việc cật lực với 25 bộ phim, thậm chí có thời điểm cô nhận đến 18 vai diễn khác nhau trong một năm. Lưu Đào trả dứt điểm số nợ 57 triệu đô la Mỹ. Thời điểm đó nhìn bà xã làm việc đến kiệt sức nhưng không một câu than vãn oán trách với mình cũng không có. Vương Kha càng thấy bản thân bất tài, anh nhiều lần đệ đơn ly hôn với ý muốn giải thoát cho Lưu Đào, song cô không đồng ý. Nghĩa tào khang của Lưu Đào cộng với tính cách chu đáo tháo vát việc nhà giúp cô từ một mỹ nhân mang danh hám tiền mê đại gia trở thành người vợ nhân nghĩa, con dâu quốc dân của công chúng Trung Quốc.